Nhìn môi nè, vừa dứa. Vừa dứa hả? Vừa dứa. Cái gì? Bún sữa. Vì nách, vì gà. Thịt, nách, thịt nách. Gì hồi nách hả? Khoai bột, khoai mỡ. Yeah, không phải. Nãy em ăn snack, mà snack này á có tên là snack tôm vị muối ớt xanh. Đúng rồi. Bò biết tay. Chị kiếm bò hết cho em. Hôm nay trời trong mây trắng, em muốn ăn cá hoàng đế. Quá ghê. Ghê. Ghê à. Ghê. Con con. Con nói. Làm tưởng. Ôi dù. Cái gì mà vừa có nạc mà có xương nữa. Đội của chúng ta có thể cử từng người đi và bình luận, có thể chỉ bậy. Không được, xách đi, chỉ thôi. Anh đưa ảnh đi. Nấu cái món gì mà ớt với tỏi mà phi hoài vậy? Vâng, vừa rồi là một dòng chơi quá kinh khủng đó với Phát Hoa. Thật sự là em cả lúc đấy em cảm giác là em chọn sai đội rồi đó. Em ăn hận dễ sợ. Cảm giác của em vô cùng bình thường, bởi vì có rất nhiều người chơi đến với chương trình này và muốn lập một mình họ thành một đội riêng luôn. Họ không muốn chơi với đội. Đón xem tập 12 Mình Ăn Thư Giá, phát sóng vào lúc 12:30 Chủ nhật ngày 5 tháng 8 năm 2018 trên kênh HTV7.